Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2021, là ngày thứ hai kể từ ngày ở tỉnh Vĩnh Long được xuống chỉ thị 19 rồi cả nhà. Thì vẫn còn một cái vài tổ vẫn còn chỉ thị 16 thôi, nhưng mà đa số là trên 90% là Vĩnh Long đã được nới lỏng giãn cách xuống chỉ thị 19 rồi. Thì hiện tại bây giờ là 16 giờ 52 phút, tức 4 giờ 52 phút buổi chiều rồi cả nhà. Thì người dân cũng đã bắt đầu là tan việc đi làm về rồi. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà ha về cái hàng quán nha tại Vĩnh Long mở cửa ra sao như thế nào và quan cảnh của người dân đi làm về nha. Nói chung thì bây giờ gần như là mọi hoạt động đều trở lại bình thường rồi cả nhà. Đối với cái khu vực mà chợ đó thì cũng đã được vào thoải mái rồi đó. Nhưng mà cái với lượng cái số lượng người đi chợ phải phụ thuộc vào bên quản lý chợ đó. Nhưng mà chợ Vườn Hai thì chỉ hoạt động buổi sáng thôi, buổi chiều gần như là không ai đi vào đó nha, nhà cũng nghỉ rồi. Bên cạnh đó thì mình thấy về cái vấn đề mà cơ sở hạ tầng giao thông ở tại thành phố Vĩnh Long là trong khoảng thời gian là 3 tháng kể từ ngày mà ngày giãn cách đầu tiên là ngày 9 tháng 7 thì các cơ sở hạ tầng được nâng cấp rất là nhiều đó, nhất là các tuyến đường mà bị ngập đó nha. Thì trước tiên thì phải chia sẻ với các nhà hảo tâm một điều rằng mình rất là mừng trong khoảng thời gian mà thành phố Vĩnh Long mà gặp kể từ ngày 9 tháng 7 là ngày mà ngưng bán vé số đó, là từ cái ngày giãn cấp luôn thì bà con khó khăn phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Mình cũng đã thay mặt rất là nhiều nhà hảo tâm rồi, gửi đến là vô số phần quà cho bà con khó khăn trong thời điểm này. Mà hôm nay đó là ngày thứ hai kể từ ngày mà bà con được mua bán trở lại đó, thành ra là bà con có thể là mưu sinh bằng cái công việc của mình hoặc là kiếm những công việc khác trong những đối với cái ngành nghề mà bán số thì bà con chưa bán lại được á. Thành ra thì bà con cũng đã có đầu ra và đầu vô, nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với khoảng những ngày trước, khoảng hơn nửa tháng trước đó nha, khoảng hơn 17 ngày trước là phải nói là cực kỳ khó khăn cho bà con luôn. Thì cũng chia sẻ với nhà luôn là tại sao mấy ngày nay là mình rất ít gửi thiện nguyện. Thật ra thì số tiền mà mình giữ của những nhà hảo tâm á cũng còn trên dưới 100 triệu đó. Thì mình sẽ chia sẻ với các nhà hảo tâm luôn, kèm theo đó là các anh chị em cô chú bác luôn, là mình sẽ dùng số tiền đó để mình sẽ tạo ra một cái cần câu cơm cho bà con thông qua cái việc mà mình nắm được cái thông tin là vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 thì mình sẽ trở lại cái công việc bán vé số thì sẽ được phép bán lại sau khi mà hội đồng sổ số kiến thiết miền Nam đã có quyết định rồi đó cả nhà. Đó thì bữa nay là ngày hai tây thì còn 20 ngày nữa thôi thì cả nhà sẽ thấy được cái quan cảnh của những người khó khăn thu nhập bằng cái công việc bán vé số sẽ trở lại trên đường phố Vĩnh Long. Thì vào trước đó vài ngày mình sẽ tiến hành ngày hôm nay nè, mình cũng chia sẻ với nhà luôn, mình đã liên hệ các đại lý vé số ở Vĩnh Long á để mình lấy cái danh sách cái người bán vé số kèm theo đó là số điện thoại của những người đó, những hoàn cảnh đó để chi, để là mình á có thể nắm được. Thì mình sẽ hỗ trợ dần dần để cho bà con, nhưng mà mình hỗ trợ sát thôi để cho bà con có thể là có một ít chi phí cho bà con lấy vé số để bà con mưu sinh sau một thời gian là quá dài là không thể là mua bán được cả nhà. Nói chung là cái vốn thì mình nghĩ chắc ăn cũng không còn ai còn được đâu, thật sự luôn, gian giãn cách dài quá đó, bởi thành ra là mình như vậy đó, mình nghĩ như vậy đó. Tại vì trong khoảng thời gian mà trước đó thì cả nhà thấy là một ngày là mình phát hay chừng là 30-40 người được, có nhiều khi là có hơn nữa đó. Thành ra là mình nghĩ là trong thành phố Vĩnh Long thì mình giúp cho bà con nhiều lắm rồi, bây giờ mình muốn tạo cho bà con á mưu sinh bằng cái công việc hàng ngày của mình đó, hoặc là bà con phải cố gắng tìm kiếm một cái công việc lao động nào đó, chứ là mình không có muốn mà mang cái tính mà để tập cho người khác ỷ lại vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm á ở xa quê, mình không muốn như vậy. Đó là mình muốn những hoàn cảnh khó khăn phải lao động
đó thì mình mới hỗ trợ được. Còn đối với những hoàn cảnh bán vé số thì mình đã nắm danh sách rồi, mình hiện tại bây giờ mình đã nắm cũng được gần 100 người rồi cả nhà, thông qua đại lý vé số gửi cho mình đó. Thật ra thì đối với đại lý vé số gửi là cái vấn đề là chúng ta có thể là tin tưởng nhất luôn cả nhà. Đây là những một trong những quán cà phê mà cũng đã đang được tu sửa chuẩn bị khai trương lại đó cả nhà. Thì đối với đại lý vé số á, thì cả nhà cũng có thể hiểu rằng là những người mua bán thì chắc chắn là họ nắm sẽ rất là rõ, phải không ạ? Đó lý do tại sao mình không muốn cái tình trạng mà hỗn loạn, hoặc là mình muốn cho nó chính xác hơn thật sự đối với những hoàn cảnh khó khăn á, nhận thật sự về cái phần mà quà của nhà hảo tâm để làm vốn, giống như là mình tạo một cái cần câu cá cho những hoàn cảnh khó khăn đó, sau đó là để cho họ sẽ tự mưu sinh bằng cái phần quà đó, là như vậy. Chứ mà con cá thì mình cũng đã gửi tặng rất là nhiều trong khoảng thời gian giãn cách này rồi, mình không có muốn cho, mình muốn tạo ra một sự công bằng, một sự lao động trong xã hội. Nếu mà anh có bỏ công sức, anh chị cô chú có bỏ công sức ra lao động trên đường phố thì sẽ nhận lại được cái phần quà, giống như là những cái phần mà cái nhà thấy đó. Nếu mà mình bỏ thời gian ra mình đi lượm những cái đồ ve chai, mặc dù là nó không có đáng bao nhiêu cả, nhưng mà tại sao mà mình hay gửi cho những bà con khó khăn lượm ve chai trên đường phố trong khoảng thời gian về sau này, kể từ lúc hạ giãn cách đó. Tại vì mình cảm nhận được rằng á, thật sự đó là họ có quyết tâm, họ có ý chí, trong thời gian mà chưa bán vé số được thì họ vẫn tìm kiếm một cái công việc khác, mặc dù thu nhập nó không cao, thậm chí là nó có thể gọi là có thể là bị nhiều cái loại bệnh đó cả nhà, như cái nhà cảm thấy là lục thùng rác, bịch rác luôn đó, có rất là nhiều loại vi khuẩn luôn, nhưng mà họ vẫn bỏ công sức ra để lao động, để mưu sinh hàng ngày đó. Thành ra mình rất là trân quý về cái ngành nghề đó, trong cái thời điểm mà vừa bớt được dịch bệnh hiện nay. Đó lý do tại sao mà mình hỗ trợ thường xuyên là như vậy đó cả nhà, đối với những cái hoàn cảnh như vậy. Đây cũng là một trong những quán cà phê đã bán trở lại này cả nhà, quán này coffee đường Võ Văn Kiệt. Rồi mình sẽ quay trở lại đường kia nha cả nhà. Thì đoạn đường Nguyễn Huệ này cũng không có nhiều quán bán lắm đâu cả nhà. Đó thì đó là vài lời chia sẻ đối với các nhà hảo tâm. Mình vẫn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn thật sự mưu sinh trên đường phố, nhưng sẽ không nhiều như khoảng thời gian trước, mà mình xin phép các nhà hảo tâm mình dùng cái số tiền đó để gửi cho những bà con thật sự mưu sinh bằng nghề bán vé số, chuẩn bị quay trở lại trong ngày 22 tháng 10 này. Thì lúc đó mình sẽ có một cái chương trình, tới lúc đó mình sẽ tiết lộ cho nhà xem. Bây giờ mình vẫn đang nắm cái danh sách. Mình là, mặc dù là mình biết là đối với cái số lượng bà con mà được hỗ trợ đó, thì nó cũng sẽ không có quá là đông, thì không thể nào mà lo toàn bộ cho nổi, nhưng mà mình sẽ cố gắng lo nhiều nhất có thể trong cái khả năng mà mình đang nhận được của những nhà hảo tâm. Đây cũng là một trong những quán bán xuyên tối mà bán rất là đông khách, giá cũng rất là phải chăng đấy nha, chỉ 15.000 một ly thôi. Đường ở nhà thấy không? Nói chung mọi việc đã trở lại bình thường rồi cả nhà. Đó là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng đối với bà con ở tại thành phố Vĩnh Long cũng như ở tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta đang ở đường Nguyễn Huệ phường 2, ở xin lỗi nha, đường Lê Thế Tổ phường 2. Cái tiệm thế giới di động điện máy xanh cũng đã điều hoạt động trở lại rồi. Những chỗ bán trái cây nè cả nhà. Tôm nó nhảy nè cả nhà. Mình
đây bán tôm mà cũng đông lắm nè cả nhà. Nói chung bây giờ thì chúng ta sẽ không có còn một cái cảm giác nôn nao sau khi mà mấy tháng mà không đi ra đường được. Bây giờ chúng ta chỉ còn cái cảm giác mà người dân mua bán tấp nập thôi, với chạy ngoài đường rất là đông, không ạ? Hạnh phúc lắm cả nhà. Tôi thấy là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũng là một trong những cái tỉnh miền Tây đầu tiên mà hạ xuống chỉ thị 19 đó, sau Bến Tre. Hình như là Bạc Liêu, Kiên Giang nữa cả nhà, với Cà Mau nữa. Hình như bữa nay là mình cũng nhận được thông tin là Hậu Giang cũng đã xuống rồi đó cả nhà, xuống chỉ thị 19 rồi đó. Thấy bà con mà lao động bằng nghề mưu sinh như vậy thì đỡ lắm rồi. Mình thấy những cái tiệm tóc này. Quán cà phê. Giờ mình sẽ dắt cái nhà đi xuống những quán cà phê thuộc dạng cũng là lâu năm ha, cũng có tiếng ở Vĩnh Long, đó là quán cà phê Qua Nắng đó cả nhà, dưới phường 1. Cũng chia sẻ với nhà luôn hoàn cảnh của cô mà bán bánh bao diệu ở đây nè cả nhà, cũng đã mất rồi nha cả nhà, mất khoảng chừng là trên dưới một tuần lễ nay đó. Mình cũng muốn chia sẻ với nhà để cả nhà có thể biết trước á về cái chỗ, một trong những chỗ bán bánh bao mà cũng nhận được những sự hỗ trợ, sự quan tâm của các nhà hảo tâm đó. Sáng mình cũng dắt cả nhà đi chợ rồi thì thôi giờ mình không dắt đi chợ nữa, còn mình sẽ tắm, mình sẽ dắt cả nhà vào xem những cái hàng quán nó hoạt động như thế nào và ra sao ha. Chỗ bán bông thì cũng bán trở lại rồi cả nhà. Trước thời gian cách thì mình cũng thường xuyên mình ngồi á, với mình hay trao quà cho bà con ở dưới ba quán cà phê này để cho cả nhà xem luôn. Khách hàng bình của chúng ta này cả nhà. Thu lon lưu thông trở lại rồi. Rất là đông bà con đợi về phà luôn. Đó, đây là quán Vọng Long Giang. Kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy là quán Phương Thủy. Sáng thì những quán này cũng khá là đông khách cả nhà. Ở đây bốn quán này, đây quán Củ Long Torit, hồi trước là quán Hoa Viên nữa cả nhà. Và bán trở lại rồi.
Còn ở đây là quán cà phê Hoa Nắng. Bây giờ cũng chưa có nhiều người ngồi lắm, để cho cả nhà xem ha. Đó. Rồi, thôi chúng ta đi tiếp thôi. Sau cái ngày, những cái ngày mà được hài chỉ thị rồi, mình mới thấy thật sự người dân Vĩnh Long á rất là nghiêm túc trong cái việc mà thi hành cái chỉ thị á. Khoảng thời gian trước thì chứ thật sự là không có một bóng người mà đường luôn. Hello. Đó, đây là quán cà phê Thóc, cũng là một trong những quán có view đẹp nhất gì ở tại Vĩnh Long đó nè. Khá là đông khách luôn. Đây là quảng trường nha, để mình xem quảng trường chiều nay có ai tập thể dục không, để quay cho cả nhà xem luôn. Còn đối với cái khu vực bờ kè ngay chỗ đường Tô Thị Huỳnh nè cả nhà, đó đang đã được tập phá nè, xây dựng lại. Chỉ mấy tháng thôi mà đường phố thành phố, những cái lề đường với những cái đoạn đường ở thành phố Vĩnh Long đó, nào mà ngập nước đó, đều đa số được nâng cấp rồi đó. Ở những chỗ bán hàng ăn vặt như là này nó bán trở lại phải không? Nhà muốn sẽ ăn xe bắp xào hay là những cái hộp gà nướng rồi đó, đó sẽ trên đoạn đường Tô Thị Huỳnh này. Xe đông quá. Cái khung cảnh này mình nhớ lại cái khoảng thời gian mà vào những ngày mà giáp Tết đó cả nhà, xe chạy đường được tấp nập như vậy nè. Còn cái nhà thấy xe ở quảng trường không, cho nhà xem nha. Nó cũng khá là chừng trên dưới cũng 20 người rồi đó, đang tập thể dục đánh cầu đá cầu rồi trong quảng trường đây, chạy bộ rồi, có đá banh nữa. Rất là vui phải không ạ? Rồi, rồi chúng ta tiếp tục thôi. Mình xin nhắc lại với cái nhà nha, nếu mà ai mà vẫn còn chưa biết về cái tuyến đường mà Trương Nhữ Vương này á, đã được mở rộng thành 2 chiều kể từ lúc mà nâng cấp mở rộng ra đó, đó thì hy vọng sẽ đi trở lại nha cái nhà. Chứ giờ mà mình chạy có mình như vậy thì nó cũng quá là buồn. Mà mình chạy về mình cảm giác giống như mình đang chạy ngược chiều vậy đó. Ngày trước thì lúc mà tuyến đường chưa mở rộng thì đây là một trong những tuyến đường mà một chiều mà cũng thuộc dạng là lâu năm ở Vĩnh Long. Mở rộng ra rồi thì hai chiều rồi, ít có ai dám chạy lắm. Cả nhà thấy những cái xe lớn mà chạy thì cũng nghĩ đây là tuyến đường một chiều, cũng chạy nấn qua bên cái lane này đúng không ạ? Cái làn đường này đúng không? À quên cho cả nhà xem quán cà phê siêu thị ha. Không biết là con sẽ mở cửa lại chưa. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nghĩ là mở rồi đó. Ở ngày hôm nay thì buổi sáng mình cũng có chạy một vòng trên cái đoạn đường, nhưng mà mình cũng chia sẻ từ từ với cái nhà. Đường 3 tháng 2 nha cái nhà. Chắc cả nhà đi một vòng bên ngoài siêu thị nha. Chỗ nhà xe này cũng chưa có mở lại, chưa chạy được, nó đi dựng trên đây. Đây là đường Lê Lai nha cả nhà. Đó, đây là một trong những quán cà phê quán trở lại ở siêu thị của Upmart.
các dịch vụ của siêu thị như là rửa xe nè, đó, giữ xe, ốp, lưng, bánh, đồ cũng đều đã trở lại rồi. Mà mình nghĩ thì cả nhà chắc cũng đang quan tâm về các quán cà phê đúng không ạ? Đây chúng ta cùng xem nha. Lâu quá rồi mới có cái cảm giác này. Rồi chúng ta tiếp tục thôi nha cả nhà. Vậy chúng ta sẽ qua đường Trưng Nữ Vương phường 1. Chợ thì chắc chắn là sẽ rất là đông rồi. Khu vực nhà bán giày dép này nha. Đây hình như là mình nhớ không lầm là như 35.000 một đôi, 100 đôi, 100.000 ba đôi hay gì đó. Đó, đông khách lắm luôn phải không ạ? Rồi chúng ta tiếp thôi. Chúng ta sẽ đi tới tuyến đường mà chuyên bán trà sữa ha. Rất là được nhiều bạn trẻ cũng như là những người mà yêu thích cái món đó mua nhiều ở đường Trưng Nữ Vương phường 1 đây. Rồi, chúng ta quẹo nha. Đối với đoạn đường Trưng Nữ Vương phường 1 này thì cũng chia sẻ với nhà luôn, chúng ta sẽ có một cái tiệm tạp hóa khá là lớn đây. Rồi sau đó là một chỗ bán nước mía. Bán nước mía này là cũng với 5.000 một bịch thôi, nhưng mà chất lượng nước mía cũng như là khách hàng thì rất là đông. Rồi tiếp tới nữa thì chúng ta có hai quán nhậu nhưng mà vẫn chưa có ngồi ăn được, vẫn còn bán mang về. Tiệm tạp hóa này, rồi bồng bềnh ga chiếu gói ha. Chợ đêm vẫn chưa bán lại được nha cả nhà. Đó, thì đối với những cái quần áo mà bán ngay chỗ đó là đa số là của những người có nhà mặt bằng đó. Chợ đêm thì vẫn chưa mở lại được. Còn trước mặt chúng ta bên tay phải là tiệm bánh kem ha, tiệm chồng răng nè. Bên tay trái thì còn sẽ có quán trà sữa, kèm theo đó là chỗ đường hẻm vào quán karaoke, các quán karaoke trong vườn công nè cả nhà. Vẫn chưa hoạt động lại được luôn. Cái dịch vụ karaoke hay massage đó thì vẫn chưa. Quán nhậu thì bán mang đi được nhưng mà ngồi thì vẫn chưa được. Còn khu vực này, khu vực bán bánh kem nè, bán chả lụa nè, bên xà dự phòng, bên tay trái thì sẽ có tiệm thuốc tây. Nhà thấy số lượng người dân trong ngày hôm nay như thế nào ạ? Rất là đông vui đúng không ạ? Ở khu vực này chúng ta có vài tiệm bán tạp hóa. Phía trước mà đông đông cái nhà là, đó là chỗ bán pizza đó cả nhà. Một cái pizza thì thường nếu mà hoàn thành với nướng chín luôn thì tầm khoảng 10 tới 15 phút. Bên tay trái là quán trà sữa. Bên tay phải thì cũng có một quán trà sữa bán rất là đông luôn, đó là quán hai quán trà sữa đối diện với nhau. Ở đây qua chỗ một qua quán nước ép này kìa, đông khách lắm luôn. Mình sẽ dắt cả nhà đi qua đoạn đường 2 tháng 9 phường 1 nha. Đây là cầu khu dân ba hay gọi là cầu Phạm Thái Bường bây giờ đó cả nhà. Cái thời điểm mà mình còn nhỏ thì tên cái cầu này cũng là khu Văn Ba. Đó, khu vực này là khu vực bán chỗ phở 91, thuộc dạng là chỗ phở top 10 nhất nhì ở tại Vĩnh Long về cái giá tiền. Tí nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái chỗ bán cái số này không ạ? À? Cơm gà số mỡ phong ký rồi đó. À. Tới chứ nữa thì nhà thấy bên tay trái là chỗ lẩu tài có hay là bánh bao tài có đó nha. Gọi là lâu cũng lâu năm cũng nhất nhì luôn. Hiện tại thì chỗ bán lẩu vẫn chưa bán được, không bán mang về thôi. Đó là trên đường 2 tháng 9 đó các nhà. Đây có một cái shop quần áo chuẩn bị khai trương.
Đây mình thấy một chỗ bán dừa xiêm gì chứ 4.000 một trái thôi nha. Rồi chúng ta đi test thôi cả nhà. Chiều nay đông vui quá. Quay chia sẻ với cả nhà mà mới đầu tính quay quán thôi nhưng mà rốt cuộc mình là phải quay đường tại do đông vui quá. Người thì đi tập thể thao nè, đá banh nè, đó, người thì tan sở làm nè, người thì đi chợ nè, mua đồ ăn cho gia đình. Mà phải nói là bây giờ cái trái cây ở Vĩnh Long bây giờ phải nói là cái xuống giá rất là thấp luôn đó nha. Những trái lựu hồi giờ chỉ còn có 15, 20, 25 ngàn thôi, tùy theo cái loại. Chỗ bán bánh kẹo, bánh mì, bánh rán, bánh tiêu, đoạn đường này bán bánh khá là nhiều nha cả nhà. Đây có một quán cà phê cũng đồ cổ quá, ngon. Tiệm bánh, quán cà phê. Đây là cầu Thiền Đức ha. Chắc lẽ mình sẽ quẹo qua bên đường 30 tháng 4 nha. Như bây giờ là trên 95% là các ngành nghề đã được mở lại rồi. Ra người dân mà bây giờ ra đường nó cũng mưu sinh bằng những công việc khác nhau, bằng những cái công việc riêng cá nhân á, nó cũng dễ dàng thuận lợi hơn đúng không ạ? Hạnh phúc khi thấy được cái sự quay trở lại của người dân ở thành phố Vĩnh Long. Đối với trứng vịt thì mình thấy những người dân bán ở trên đường chỉ có 25.000 một chục thôi nha cả nhà, xuống rất là thấp luôn so với khoảng thời gian lên đỉnh điểm là 44.000, 45.000 gì đó một chục trứng vịt nha. Đây có cái bảng nè để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đó, tại chợ Vĩnh Long thì khuyến khích người dân đi chợ 3 lần một tuần. Rồi chúng ta sẽ quẹo qua đường này. Chúng ta không mua chợ nữa tại vì chợ chúng ta đã quay qua nay cũng đã hai ngày liên tiếp rồi. Đây là đường Hoàng Thái Hiếu nha các nhà, phường 1. Chỗ bán đồ điện khu này cũng là khu trời trời ngày xưa này cả nhà, bán những cái đồ sắt rồi đó. Đó hay là những cái bồ lon con tán gì đó. Để cho nhà xem ha, khúc tiệm vàng nha như thế nào trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Tại vì ở Sài Gòn thì mình thấy cái khu vực mà cái khúc mà tiệm vàng á là người dân sẽ rất là nhiều nhưng mà đa số là bán vàng thôi. Cái tiệm vàng của chúng ta thì cũng đã hoạt động trở lại từ bữa 15 hay 16 đây tháng 9 rồi. Số lượng người thì nói chung cũng không đông lắm vào buổi chiều.
đối với các đại lý vé số ở đây thì vẫn còn bán những cái vé số mà sổ Vietlott đó cả nhà, cái số điện toán. Có những đại lý vé số lớn như là đại lý vé số Mai Trang cũng có bán vé số ở miền Trung nữa cả nhà. Rồi chúng ta sẽ quẹo qua đường này, tuyến đường này là tuyến đường Hưng Đạo Phương phường 1. Tuyến đường này thì đa số là những anh chị ha, bạn, anh chị em công nhân ở trong nhà máy Tỉnh Tiến ở đây đang đang ra này cả nhà. Trong cuộc sống mà trở lại bình thường thì nó phải nhộn nhịp như thế này. Đối với tuyến đường này cũng chia sẻ với nhà thì đa số là cũng sẽ bán những cái món như là ít, sao là cũng ít bán lắm nha cả nhà, như là mì cay nè, nước ép gà ác đó, tổ yến, bánh tráng trộn. Khu vực này thì cái tuyến đường trên này là có chỗ bán bánh tráng trộn cũng khá là nổi tiếng, nhất nhì Vĩnh Long nha. Nói chung thì cũng ngon, 20.000 một hộp. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Đây là khu vực công viên Đá Khánh Tây, chắc cả nhà cũng biết rồi phải không ạ? Công viên thì bây giờ chúng ta đã được mở trở lại rồi, nhưng mà các hoạt động vui chơi giải trí của trẻ em thì vẫn chưa, để mình dắt cả nhà đi vào công viên nha. Đây, những chỗ này là khu vui chơi giải trí của trẻ em này nha. Hy vọng là tới ngày 15 tháng 10 sẽ được hoạt động trở lại. Đây có mấy bạn nhỏ đang đá banh nè. Rồi thôi chúng ta đi tiếp thôi. Đối với khu vực mà hàng quán ở ngay chỗ công viên này á, là những cái món khô, lộn, bột chiên, đồ chiên, bánh lăng, trà sữa thì cũng có. Mình dắt cả nhà đi đường Trần Đại Nghĩa đó nha. Trần Đại Nghĩa cũng là một trong những cái quán mà có số quán cà phê á, xem như thế nào trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ hiện tại là 17:26 rồi cả nhà. Đường 2 tháng 9 nha cả nhà. Tuyến đường Trần Đại Nghĩa, nói chung thì những hàng quán, những cái quán cà phê đây cũng đang được xây dựng lại cả nhà, cũng chưa có hoạt động luôn. Đối với khu vực phía trên này, sau khi đổ dốc cầu Hưng Đạo Phương, ngoài ra những cái quán ăn, quán lẩu thì cũng đã bán trở lại.
giờ mình sẽ dắt cả nhà đi qua đoạn đường Bình Thạnh Thái Bường nha. Chúng ta sẽ qua Nguyễn Văn Thiệt trước. Đây là đoạn đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4. Đoạn đường này thì có những cái quán cà phê nho nhỏ. Chỗ này chỗ bán bánh tráng nè cả nhà. Anh mình dắt cả nhà đi đoạn đường Thạnh Thái Bường nha. Giờ chúng ta xem đây tí. Đối với đoạn đường Thạnh Thái Bường này thì khúc này thì cũng không có nhiều cái hàng quán mua bán lắm đâu cả nhà. Rồi mình sẽ dắt cả nhà qua bên cái khúc mà đây khu vui chơi trẻ em. Bên cơm cũng đã bắt đầu có người trở lại rồi. Rồi chúng ta qua đường Nguyễn Văn Thiệt nha cả nhà. Mình dắt cả nhà đi một trong những tuyến đường mà top 10 về các quán cà phê á, rất là nhiều luôn. Dường như là những hàng quán đều mở cửa trở lại rồi, thành ra là cả nhà cũng có thể là hiểu thêm một tí ha về quan cảnh của người dân trong thời điểm hiện nay. Rồi chúng ta qua đường Nguyễn Văn Thiệt phường 3 thôi. Quên chia sẻ với nhà, đây là một trong những đại lý vé số mà đã gửi cho mình đó về những cái thông tin của những người bán vé số, đại lý vé số Mai Trang. Quán nhậu chúng ta vận động trở lại rồi cả nhà. Ủa bình thường là vẫn chưa hoạt động nhưng mà quán đó thì đã hoạt động rồi. Nhưng mà đa số bán lên về đó. Đây là hoàn cảnh của những ô lục với chai đó mà mình cũng đã gửi đó. Cô đó là một trong những người mà có chiếc xe đạp mà không có bàn đạp với không có dây xích luôn đó cả nhà. Quán cà phê thì đều đã mở và lên đèn lại rồi. Chúng ta quẹo qua tuyến đường này thôi, tuyến đường Coffee. Nhà thấy bàn ghế rất là nhiều không? Buổi sáng là rất là nhiều người ngồi luôn đó. Mà sáng thì mình quay chợ rồi. Là mình muốn cho cái nhà cảm nhận về cái không khí nó sẽ như thế nào. Đây công viên nè cả nhà, công viên đài truyền hình. Đây là một trong những cái công viên đèn mờ. Gần như là tối thui rồi. Mà giờ cũng có khá là nhiều người đi rồi. Các cái nhà vô một phòng nha. Đây công viên truyền hình Vĩnh Long. Người dân đi bộ nè. Tập thể dục. Mình sẽ hướng bên này nha, cho nó ngược một chút. Đó. Các bạn trẻ đó, mang uống ra đó. Công viên này sau một thời gian mình thấy cây rồi nó cỏ nó tốt hơn rồi nè cái nè. Có khoảng thời gian là mình quay trước thời điểm mà giãn cách thì cỏ nó cũng không có xanh được vậy luôn á. Đúng là sự khác biệt thiệt. Có rất là nhiều các bạn trẻ ha. Vào đây để thư giãn ha, bóng mát, tập thể dục rồi.
ta có một cái nhà có banh ha, khá là đông vui. Trong buổi chiều ngày hôm nay cả nhà ha, rồi chúng ta ra thôi. Đây cũng là một trong những quán cà phê mà khá là đông khách nha. Quán cà phê này rất là dễ dàng trong cái việc mà đậu xe bốn bánh đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới những quán cà phê đây. Này bên dọc bên phải rất là nhiều quán cà phê luôn. Bởi vì nói đây là cái tuyến đường mà con đường cà phê. Cái nhà chắc cũng nhớ về cái khoảng thời gian mình phát thiện nguyện đúng không ạ? Thì tuyến đường này cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn mà bán rất là nhiều cái số trên tuyến đường này. Cho cả nhà xem lại tuyến đường nha, rất là đẹp đúng không ạ? Nói chung thì mình dắt cả nhà đi cũng tương đối là đáng kể rồi cả nhà. Giờ mình chắc mình xin kết thúc video ra đây thôi. Một lần nữa thì cảm ơn cả nhà ha, đã cùng mình xem cái sự thay đổi của thành phố Vĩnh Long trong ngày hôm nay. Là ngày thứ hai kể từ ngày mà Vĩnh Long được thực hiện giảm xuống chỉ thị 19 đó, là người dân sẽ được đa số là các ngành hàng mặt hàng sẽ được bán trở lại. Lần nữa thì chúng ta cũng có thể cảm nhận đối với các hàng quán là có thể ngồi ăn được rồi, ngồi uống được rồi. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em cô chú bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị em cô chú bác vào video tiếp theo. Kèm theo đó nữa là cũng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm ha. Thì các anh chị cô chú bác nhà hảo tâm sẽ đợi mình để mình sắp xếp mình quay lại cái công việc thiện nguyện ha, để cho tấm lòng của các nhà hảo tâm đã dưới nhiều hoàn cảnh khó khăn trong khoảng thời gian gần nhất. Chào tạm biệt các nhà.